Xin chào tất cả các bác nhá. Cảm ơn tất cả các bác đã quay trở lại với những video tiếp theo của Mạnh. Hiện tại thì Mạnh đang có mặt ở đường Lũng Cáng nhá các bác nhá. Sau mấy ngày Mạnh về quê có việc thì hôm nay Mạnh trở lại tuyến đường để xem bà con cùng em lái máy như thế nào nhá. Và có một cái lời gửi tới tất cả các bác là xin lỗi tất cả các bác là thời gian qua là cái công việc ở nhà ấy nó nhiều những cái việc cần thiết quá nên là Mạnh cũng cứ phải chạy đi chạy lại. Thì qua video này Mạnh xin chia sẻ và gửi tới tất cả các bác cập nhật cái tình hình của cái tuyến đường này, xem thời gian vừa rồi Mạnh về nhà thì xem em lái máy có làm được những cái việc gì rồi nhá. Giờ này thì tạnh mưa rồi. Công việc ở cái tuyến đường này thì các bác biết là cần rất là nhiều thời gian để làm, bởi vì là có mỗi một máy thôi. Thì qua video của Tất Thắng thì Tất Thắng cũng muốn là mua thêm một máy nữa. Thế thì ngày hôm qua thì Tất Thắng có nhờ gửi anh Sự Béo là sang bên này để học lái máy cuốc nha các bác nhé. Thì sáng nay Mạnh có điện cho anh Sự thì anh Sự anh bảo anh đi từ lúc con tơ mờ đấy, đang chờ ở trong này rồi. Đây à, xin chào nhá, xin chào. Ây da, xin chào anh Sự nhá. Xin chào em ạ. Xin chào các bác. Bắt tay cái anh nhỉ? Lâu lắm nhỉ? Lâu lắm rồi. Về quê như nào rồi? Dạ. Về quê như nào rồi? À, công việc ở quê ổn hết rồi anh ạ. Vâng. Và thế thì đến sớm đấy. Đến từ lúc tầm mờ. Ây da, đi sớm quá nhỉ? Đam mê à? Đam mê à? Đam mê. Đam mê à? Thực sự đam mê chưa? Đam mê mà xem nào. Có làm được không ơi? Đam quan trọng có làm được hay không à? Đam mê về sớm tí. Bây giờ phải tập thể dục đã. Đi. Đấy. Đi à? Bây giờ đi à? Tí nó nắng nó lên này. Trời đã nắng đâu, đã thấy có qua mặt trời đúng đâu. Sợ à, qua núi đâu. Đúng hả? À? Đúng rồi. Cái gì đấy? Kính. À, kính à? Kính ở đâu đấy? Không biết ạ. À, thế thì hôm nay là buổi đầu tiên đúng không? Vâng. Thì là bây giờ là trước tiên là anh em mình cứ vượt qua cái chỗ kia đã. Vâng. Xong là như nào lên trên kia thì sẽ cụ thể về phần học lái máy nhá. Vâng. Học lái máy này anh Sự ơi. Dạ. Lái máy thì có hai thể loại học lái máy. Vâng. Nhá. Vâng, vâng. Qua video này Mạnh xin phép tất cả các bác nhá, là một là học tăng tốc này. Vâng. Học cấp tốc ấy. Vâng. Và hai học theo kiểu gọi là chậm tốc. Thì anh thích học theo kiểu phương án nào? Kiểu gì tất tốc thì nhanh hơn thì càng nhanh càng tốt. À, miễn là cứ có chữ tốc ở trong đấy là được tốc đúng không? Được. Miễn nhanh, miễn là mình nhớ được cái động tác là nhớ nhanh được là được. À, được rồi. Thế là thích cứ học tăng tốc cũng được mà chậm tốc cũng được đúng không? Chậm tốc thì lại chậm quá. À, tăng chậm. Tốc thì được. Chậm nó mới bền đấy. Đó. Tăng tốc chưa chắc đã là bền đâu. Biết rồi. Thôi được rồi. Bây giờ là anh em mình sẽ vượt qua chỗ kia đã nhá. Vâng, đi. Okay. Nhá. Lên máy thôi. Đi ông giáo ơi. Chỗ này lúc máy đi phải đi. Máy á? Lúc còn đi trước này. À thế nó mới là cái khó chứ sao mà đi qua được đây chứ đúng không? Đấy. Mỗi lần đi qua chỗ này ghê ghê. Đây mấy hôm nay có đường người ta đi lại rồi đấy nhờ.
máy không làm chỗ này nữa thì người ta đi lại suốt ngày chỗ này, bà con ấy thì có cái vết này đi nó đỡ sợ. Ấy. Ôi bay lán rồi à? À máy em nọ xuống à? Máy em nọ xuống phải dỡ lán ra. À đúng rồi. Chỗ này lên dốc đấy. Liệu có lên được không? Lên chứ sao không lên. Đi lên trên này đã xem nào. Nọ nhà đáng nhẽ phải hạ thêm tí nữa. Kéo nhau kéo tí lại tụt. Một giây. À. Ở đây được đủ cấp rồi đây. Thế này nghe em nọ hạ thấp thêm xuống tí nữa. Cứ hạ đi. Ừ, chỗ này bây giờ cứ cào đâu là đục đấy thôi. Chỗ này là cứng quá rồi đấy à? Đây mà. Gân này này. Chỗ này có gân cứng không? Em bên này múc sâu thêm nữa đi. Hay là cái này mở mà. Em tính là đục qua ở dưới. Cái gò này đáng nhẽ múc thấp xuống hàng mét, hơn mét nữa cũng được, thoải mái. Thoải mái vào. Cứ múc chéo đây đi. Bởi vì sau chỗ này có lên vẫn hạ tiếp mà. Để cao quá. Thôi được rồi, không sao. Không múc trước thì múc sau. Thôi, đi sang máy đi nhỉ. Máy làm đến đâu rồi? Vượt lán ông giáo chưa? Vượt qua một tí à? À. 70 mét à? Ây da. Dạ. Nhanh ấy chứ nhỉ. Mai lúc nào máy quay lên rồi lại phải dựng lại cái lán này. Chỗ này hôm nọ nó xô một mảng thêm xuống nữa các bác ạ. Rồi. Hẳn một mảng này. Máy đứng vào chỗ này cái nó sụt xuống. Còn cái mảng trước thì nó ở đây. Chỗ này nắng lên cái đường khô ngay đây. Đấy. Đường khô đanh luôn. À chỗ kia phải khơi. Chỗ kia giờ chưa khô đâu. Chỗ nó mạch nó chảy từ đấy ra. Ây à, chỗ này nó êm luôn rồi đây này. Đây này nó êm luôn này. Đây này chỗ này này. Sỏi nhỏ nó lấp về. Và sỏi nhỏ nó lấp về cái là nó êm luôn. Trên đấy có đường ống nước không? Anh Sự lấy luôn nước ở dưới này đi. Có nước chưa? À thế à.
Đây chỗ này nó có mạch này các bác. Lên đến chỗ bạn ấy quay đầu đến nơi rồi các bác. Rộng quá nhỉ em bạn nhỉ. Rộng phết đấy anh sự. Rộng rộng thế này được. Thoải mái. Leo đi cho tụt cân anh sự ạ. À đấy, nọ mưa to. Thế nó mới không phá được đây. Đấy, nước nó dồn về bên này. Đừng tắt, đừng... Đi đường tắt được chứ. Ở đây nọ chảy hết xuống dưới này. Đẹp luôn. Nó không phá vào trong cái đất này. Hết sạc rồi nhỉ? Hết rồi. Hết rồi. Này thảm anh ngon rồi. Đấy, yên tâm vậy. Kiểu đánh. Ừ. Thôi, lại tiếp tục. Thế này chả thêm được mấy trăm mét nữa rồi. Chỗ này về sửa lại cái mép trên này đi. Múc đoạn này đứng quá. Cho nó vát vát ra. Đây. Ở video trước, video cuối cùng của cái đoạn đường này ấy, là làm đến chỗ này nhá các bác. Đấy, vết mới rồi. Đấy, làm chéo chéo như chỗ này còn được, tạm ổn tí. Anh à, đoạn này anh rộng thế. Đoạn này rộng quá. Ôi, cây không được rồi. Thôi, 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 cây này cho xuống. Xuống hết rồi. Ừ. Chỗ này không được. Ai để thỏi loi này. Ghê, tí về xuống là du bỏ. Đào lên trên tí ra sao đại phát. Chỗ này luôn. Ừ. Mày cố cốt qua một tí. Cái này du bỏ thôi. Cứ máy cưa cắt đấy. Không cần. Cứ máy ở đây nó đủ luôn. Cái này được. Cái này nó ở tầm thấp rồi. Được đấy. Dài phết rồi đấy. Nhìn cái đây nhìn ra cái gốc cây kia là không không đẹp mấy. Thằng nào đi thấy mệt thế, hóa ra là đường dài quá rồi. Dài nữa. Ôi ôi đoạn này không được rồi. Đoạn này phải cuốc bay này đi. Cuốc bay vào tận trong này đi. Đây này. Xén bay đây đi. Chỗ kia phải vào tầm mét rưỡi nữa. Mở rộng chỗ này ra. Để nó cua cua này. Ừ. Cái xích nữa vào lán rồi. Đổ à? Du đổ tí nữa vào lán à? Ừ. Ui dồi. Phải mất dưới nữa là. Mai cái cây này còn không ghé xuống này nát. Ây à. Xà phết đấy chứ. Ây à, vẫn chưa thấy máy đâu.
Máy để đây à? À để tận ngoài này. Ôi đoạn này. Đoạn này chỗ này đứng quá. Quế đánh đi chứ. Đây này. Đánh bỏ đi. Mấy đoạn này không được ô. Đoạn này cuốc tít vào trong kia đi. Rộng chỗ này ra. Cái đoạn này chắc phải vào tít trong này. Thật. Mấy cái này chén thẳng thì kia về. Ồ. Đây cua này làm sao mà được. Này. Cắt cái đoạn trên này rồi. Này không được. Nhìn thấy rồi nha các bác nha, nó gãy cua lắm. Đây này, phải đứng ra đây. Nhìn nó mới rõ. Đấy. Đi gấp lắm. Vào trong chỗ cái cây chít trên chỗ chốc máy. Quầm ra tí nữa mới được. Đoạn trên này lên đến đâu à? Ây à, xá phết rồi đấy nhờ. Được đấy. Chào mày phát hết chưa? Phát đến đâu rồi? Phát một cái băng đi thôi. Hả? Phát một cái đường đi thôi. Phát một đường trên rồi gì? À đấy, được. Được, được. Phát thế là hợp lý ấy. Đoạn này phải nâng dần cao lên. Nâng luôn luôn lên. Để ra kia, trong kia nó có một cái dốc mà. Trong kia nó có cái dốc rồi. Phải nâng luôn dần đi. Phải nâng được khoảng 1 mét. Cứ nâng dần luôn 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 lên. Vào kia, trong kia làm nào tôn lên được khoảng 2 mét rồi đây. Đỡ dốc 2, 3 mét càng tốt. Bởi vì từ đây vào đấy nó phải còn trăm, hơn 100 mét nữa. Lươn lên 3 mét rồi. Quá đơn giản. 0,3%. Đâu rồi, ra xem anh Sự cái nào. Thôi được rồi, trong này là biết thế rồi. Bây giờ ra để chỉ máy nhá. Anh Sự ơi. Nào quay ra chỗ máy nào. Quay ra chỗ máy để chỉ cho. Đâu nào, trước tiên từ từ đã nhá. Đây đứng sang bên này. Hoàng cứ mở máy bình thường. Nào giới thiệu cho anh biết nhá. Vâng. Việc đầu tiên là giới thiệu cho anh là máy là có cái gì. Máy là có xích máy nhá. Vâng. Đây xích máy là nó là một giải xích đây. Vâng. Hiểu chưa? Vâng. Đâu xích đâu anh chỉ vào nào. Đấy, đấy là bộ xích máy nhá. Vâng. Thế xích máy thì nó sẽ gồm có nữa là di chuyển. Bộ phận di chuyển nhá. Vâng. Di chuyển của máy. Vâng vâng. Di chuyển kia, cục của nó đây. Vâng. Đấy. Đấy, anh chỉ vào đấy, cục di chuyển đâu? Cục răng đấy. Đấy, đúng rồi, đấy là di chuyển của máy nhá. Thế trong cái phần di chuyển của máy này thì nó có thêm những cái gì nữa? Di chuyển của máy thì nó phải có bánh sao, nó như kiểu là nhông xích ấy. Đúng. Phần nhông xích của nó kia. Anh chỉ vào nào. Không phải. Nhông xích cơ mà. Nó là. Đâu, nhông xích đâu? Trong này. Đâu, cái nào nó nhọn nhọn nè. Đấy, nhọn nhọn là cái nào? Anh thấy nó nhọn nhọn chưa? Cái này à? Khơi, đấy nó ốc nè. Đâu, nhông xích đâu? Hả? Nhông
Đấy, đúng rồi. Đấy là nhông. Ờ, nhưng người ta gọi là bánh sao. Được chưa? Ừ, người ta gọi là sao. Đấy. Thì trong cái bộ phận di chuyển bánh sao và xích này thì nó lại có thêm một bộ phận nữa là bộ phận dẫn hướng. Nhá. Dẫn hướng à? Ừ. Đấy, dẫn hướng đâu? Đây, cho anh tự chỉ để anh có hiểu hay không. Dẫn hướng là chắc là cái này đâu. Đâu, cái nào? Đúng rồi, đấy là bộ phận dẫn hướng. Nhá. Thì trong toàn bộ lại tiếp tục là dẫn hướng này, bánh sao này, di chuyển này, xích này. Thì nó lại có thêm là ga lê đỡ xích. Ga lê đỡ xích. Quả ga lê đỡ xích. Ga lê đỡ xích. Đây, quả ga lê thì em phải chỉ cho anh rồi. Chắc chắn là em phải chỉ cho anh rồi. Đây, đây, đây. Đây là quả ga lê đỡ xích. Nhá. Ga lê đỡ xích. Đây nó nằm trong này. Đấy, anh nhìn thấy chưa? Thì nó sẽ có tất cả bao nhiêu quả ga lê để đỡ được cái giải xích này nhá. Thì anh đếm nào. Cứ nhìn thấy con ốc nó thò ra nào. Đúng rồi, con này. Đúng rồi. 3, 4, 5. 5 à? Cái này có một cái nữa. Không có. Cứ phải ốc to thì mới là ga lê đỡ xích. 5 cái nữa. 5 cái à? Thì đặc biệt bây giờ là phải chỉ thêm một cái nữa nhá. Đây là ga lê đỡ xích của phần dưới. Thế là còn ga lê trên nữa. Đặc biệt là nó có thêm một quả nữa. Nhưng hiện tại là bây giờ là không nhìn thấy nó. Đây à? Đúng rồi. Đấy, nó nằm ở cái chỗ này. Thì bây giờ... Đấy, anh nhìn thấy chưa? Đúng rồi. Đấy, nó có thêm bộ phận đấy nhá. Có một cái ở trên đấy thôi. Rồi. Thế tiếp tục nhá. Đây là đại khái là học đang có chữ tốc đúng không? Tăng tốc hay chậm tốc là chưa biết như nào, nhưng nội dung là có chữ tốc. Thế toàn bộ về vấn đề này anh đã hiểu chưa? Vấn đề là phần xích này là hiểu chưa? Vừa lần đầu thì chắc là cũng chưa hiểu. Thế nhắc lại một lần nữa nào để cho nhớ. Bây giờ... Thế là giải xích là biết rồi. Giải xích. Hả? Giải xích nhung xích. Giải xích này. Giải xích này. Nhung xích. Nhung xích này. Cái gì nhỉ? Dẫn hướng. Dẫn hướng xích này. Ga lê. Quả ga lê đỡ xích. Quả ga lê đỡ xích. Vâng. Thì nó phải có bộ máy của nó nữa thì nó mới chạy được chứ đúng không? Đúng. Bộ máy nó là bộ phận di chuyển đó. Đây, bộ phận di chuyển đây. Vâng, đấy. Được chưa? Được. Thế lại tiếp tục nhá. Vâng. Cái này thì sẽ về bổ túc thêm một lần nữa, đúng không? Vâng. Thì bây giờ lại đến tiếp tục thêm một bộ phận nữa nhá. Vâng. Đó là bộ phận cần. Đúng không? Vâng. Trong tất cả cái máy này nếu mất đi một bộ phận là sẽ không thể làm được, đúng không? Vâng, vâng. Đấy. Thì lại đến bộ phận cần. Cần thì nó có một cần chính và một cần phụ. Nói như vậy để anh hiểu. Được chưa? Thì em không nói sang kiểu là tay đòn hay là như nào nữa, hay là cổ gà hay là cần chính hay cần phụ nữa, nhưng mà bây giờ nó sẽ có hai cái. Vâng. Đấy. Phần này là phần cứ gọi là phần thân chính đi. Cần chính nhỉ? Ừ, cần chính đi để cho anh dễ hiểu đúng không? Vâng. Bởi vì có chữ tốc mà nên là phải cần như vậy. Vâng. Và đây là cần phụ đúng không? Đây. Anh có thể tự ra chỉ vào cần phụ của nó. Cần phụ đây à? Đấy. Cái này là gầu rồi. Phải gầu không? Vâng. Hả? Phải chắc chắn cái đấy là gầu chưa? À, đấy à. Thế thì ở cần này thì nó có thêm một cái nữa là như này. Cần thì nó có thêm là ba bộ phận xi lanh để nâng cần hạ cần. Vâng. Đấy. Thế xi lanh là cái nào thì anh có thể xi lanh ấy. Ừ. Xi lanh ấy. Nếu bị ốm thì xi lanh kiểu gì? Cái này à đấy, được. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Ba cái xi lanh. Đâu, dưới này cái nữa nó nằm ở chỗ nào hay nó nóng mất rồi? Một cái ở đây. Được rồi, ok, đúng rồi. Anh Sự quá thông minh ấy. Cái kiểu xi lanh này mình biết là kiểu như cái bơm tiêm thôi. À, rồi, rồi. Thế thì nhất trí nhá. Thế thì bây giờ lại quay ra đây. Bây giờ anh lại sẽ phải quay ra đây. Đó. Thì là cái bộ phận này nữa, nó là bộ phận ben. Phận dưới này, đây. Đấy, à? Ừ đấy, chỗ độc đất. Vâng. Ừ, đấy là ben nhá. Vâng. Đấy, hoặc là người ta gọi là lam cũng được. Vâng, hạ ben. Hạ ben, nâng ben. Nâng ben. Đấy, như kiểu anh lên tấn xuống tấn nào, đấy anh thử phát nào. Đấy, lên tấn xuống tấn, đấy kiểu như vậy, hiểu chưa? Thì nó cũng là như vậy, đúng rồi, đấy. Thì cái này nó có tác dụng gì? Nó đỡ để lung lay thôi. Ừ, cái nhất là đỡ lung lay rồi. Lung lay và gạt đất cái kiểu. Đúng rồi, ok, thế nào. Đậy đất. Rồi. Thế thì đương nhiên là khi hoạt động tất cả một khối máy hay là tất cả liên quan đến gì thì nó cần phải có một khối động cơ lớn, đúng không?
Thì đây là khối động cơ của nó. Động cơ của con máy này. Đấy, nói là con thì không được, nhưng mà nội dung phải nói là bạn này. Đấy. Nội dung là cái bạn máy này. Đấy, bạn máy này. Vâng. Là bạn ấy có một khối động cơ. Đây, khối động cơ của nó đây. Toàn bộ đây. Đúng không? Toàn bộ máy của... Đấy, đấy là khối động cơ. Thế động cơ này là động cơ là có 4 máy. 4 máy ở trong này. Đúng rồi, nó có 4 quả xi lanh và 4 quả piston. Cái này có thể là anh sẽ tìm hiểu sau, hoặc là lúc nào buổi tối em sẽ bổ túc cho anh. Hiểu chưa? Thì... Còn nói thì bây giờ thì nó cũng nhiều dòng lắm. Nhiều dòng lắm đúng không? Quên đấy. Lắm. Thế thì là nó có 4 máy. Vâng. Đây, bơm cao áp của nó đây. Thấy chưa? Ừ. Hệ thống bơm cao áp đây. Nha. Dùng mặt thật lực hết đấy. Bộ cái đấy thì chưa nói, thấy chưa? Ừ, còn đây là bộ lọc gió. Vâng. Đây. Bộ lọc gió của nó. Đúng. Thế cái này anh biết cái gì không? Ông xã. À thế à. Ông xã lúc nào cũng phải biết rồi. Tên CC. Người có ông xã nó ông chi là máy. À, cho anh báo nha. Vâng. Mới lên à? Vâng, em mới lên. Khỏe đi. Dạ vâng, cảm ơn anh nhá. Thế thì tiếp theo nó thì có những cái gì nữa thì là bầu lọc dầu này, cốc lọc dầu này, lọc nhớt này, thấy chưa? Đấy, chỗ thăm nhớt thì tí nữa sẽ bổ túc tiếp. Đấy, thì đương nhiên nó lại có cánh quạt để làm gì? Cánh quạt để làm mát đúng không? Làm mát cho bộ máy. Đúng rồi, đấy. Thì tiếp theo nữa, của ngoài nó nữa thì đương nhiên khối động cơ này muốn mát thì phải có két nước làm mát. Vâng. Đúng không? Nó đi, nó sẽ đi liền với nhau tất. Đúng rồi. Đấy. Thì két nước làm mát của nó đây. 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 Két nước làm mát của bạn này đây. Thế như bạn này thì ừ, đấy. Như bạn này đây. Đây là bộ két nước của bạn đấy. Thấy chưa? Như bạn này là còn đang rơi vào tình trạng là bị bẩn. Ừ, két nước đang bị bẩn. Đấy. Nhưng mà thực sự ra là chiều thời gian để làm. Nội dung là có thể sử dụng được. Đây, nước nó đang đỏ hết đây. Nhưng nhiệt độ nó cũng chỉ báo đến 80 độ C thôi, chưa bao giờ có thể căng. Vâng. Đấy, nên nội dung là... Báo đến 80 độ C rồi. Nó đúng không? Nó đấy, lúc kịch điểm đấy. Đấy. Mới cả là nữa là trong khi đó là thời gian làm việc của bạn ấy 4 tiếng thì bạn ấy chỉ hao khoảng độ một cái cốc nước non mình uống thôi. Vâng. Thì là cốc nhỏ. Vâng. Nếu mà rót rượu ra là ông nào không uống được rượu là say. Đúng đấy, là bằng như vậy. Thế là có thể chấp nhận được. Chứ nếu mỗi một buổi bạn ấy làm mà bạn ấy tiêu hao hết một chai này thì là bạn ấy là phải bắt buộc là phải đưa bạn ấy để đi ra bác sĩ. Đúng. Đấy, để thông bạn ấy đi. Đúng rồi. Đấy, nhá. Thì tiếp theo nữa là khối động cơ này. Sao nó lại nằm ở đây mà nó lại không nằm vào cắt đăng hay nó nằm vào lai vào số, mà toàn bộ phần máy xúc này nó lại chuyển tải sang một con bơm thủy lực. Nó dùng bằng... Thủy lực. Thủy lực, à? Thủy lực là điều cốt yếu nhất của máy xúc để máy xúc có thể khỏe được như vậy. Thì bơm thủy lực đây. Bơm đây. Thủy lực đây. Đấy. Cái bơm xanh lè này. Trong cái bơm này nhá. Càng thì nó nhỉ? Đấy. Đây là bơm tổng của nó. Rồi. Các bạn có thể nhìn thấy. Gọn đấy. Mạnh là đang có những cái gì Mạnh biết thì Mạnh đang để dạy anh Sự thôi. Chứ còn qua video là chắc chắn là có những bác là còn tay nghề còn cao gấp rất là nhiều lần Mạnh. Nên là Mạnh đây là có sao thì Mạnh nói vậy thôi. Đấy. Ừ. Thì bây giờ lại tiếp tục tiếp nhá. Thì cái bơm thủy lực này, nó để nó hoạt động được mà nó như thế nào nữa thì nó lại chia qua một bộ phận nữa là bộ phận ngăn kéo. Thế thì cái ngăn kéo thì bây giờ nó đang nằm ở dưới này cơ. Đây. Ngăn kéo. Ừ. Nó đang nằm toàn bộ ở dưới này. Thì bây giờ nếu mà giữ cái bộ phận ở dưới này ra thì nó sẽ rất là lâu. Đúng rồi. Đấy. Mà cái này thì thôi, có thể bỏ qua được. Đúng rồi. Chưa cần biết, có thể lúc nào sẽ biết được. Thấy chưa? Đấy. Thì bây giờ là việc đầu tiên của ngày hôm nay là sẽ để anh biết được. Là phải việc đầu tiên buổi sáng đến hay là đầu giờ chiều đến là anh phải thăm dầu, đúng không? Đây, đây là cái thước thăm dầu của bạn này đây. Đấy, anh có thể nhìn thấy đúng không? Thế là vừa rồi ý. Đấy, không, bây giờ chưa biết vừa hay không. Không, đến nó vạch đen này này.
Ở bên trên là nó có một vạch nữa. Anh nhìn thấy chưa? Đấy, ở dưới tít ở dưới này. Tít ở dưới dưới đấy. Đấy, là nó có một vạch. Thì nó có thể nằm ở trong giữa vạch. Giữa vạch hoặc là trên một tí cũng được. Ý là trên nhưng mà chưa chạm đến cái vạch tối đa và vạch tối thiểu. Cứ nằm ở trong hai khoang đấy. Đúng rồi. Là đẹp nhất. Đấy, chỗ cái con gì nó đang bò bò này. Đấy là đẹp. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy. Thì nếu để đảm bảo và chắc chắn nữa thì là anh phải lau cái này đi. Đúng rồi. Đấy. Đây anh kiếm cái gì đi, anh lau đi. Cho cái này à. Đấy. Đấy. Thì như hôm nay là lau như này là chưa được, đúng chưa? Là nó phải có rẻ. Phải có rẻ. Đấy, rẻ lau. Tiền à. Đấy. Đấy. Xong bắt đầu lại. Cắm à. Ờ. Đấy. Cắm vào như này. Xong lại rút ra như này. Đấy, thế này là đảm bảo chắc chắn luôn. Đúng rồi. Đấy chưa? Đấy. Là đủ dầu. Xong lại cắm lại nhá. Vâng. Xong là tiếp tục đổ nước. Ừ, đây. À, đổ nước vào. Đổ nước thì vặn ra. Anh biết vặn không? Có. Đấy, ai chả biết đấy nhờ. Đấy. Thế xong đổ nước vào đấy. Đầy lên là được. Cứ đầy tràn ra được. Ừ, rồi ok. Còn thủy lực đây. Đó. Chán chưa? Chưa chưa. Đây rồi chứ. Chưa đầy mấy. Chưa đầy mấy à? Lại còn chưa đầy, chưa mấy mấy cho đầy hẳn vào. Đây rồi gì? Đây rồi. Đây rồi là được rồi. Đấy, lại đậy nắp vào. Đấy, ui đấy, cứ phải đổ tràn phè ra thế. Đúng rồi. Đấy. Đổ tràn ra, ướt ra như vậy. Cái này nó có hai cái nhá. Đây là cái bình nước phụ của nó. À, nhưng mà không tin. Không tin vào nó, cứ đổ phải đổ vào trước kia. Không không không. Không đổ vào đấy nữa. Mà mình sẽ cứ phải đổ két nước để cho nó chắc chắn nhất đi. Đấy, chứ không đổ vào bình nước phụ. Bình nước phụ là không phải đổ. Đúng không? Không phải có phải đổ thế nhưng mà mình đổ là mình đổ thẳng vào két nước chính kia cho nó có sự an toàn, có sự tin tưởng. Đấy. Thế thì bây giờ là buổi sáng ra tiếp theo nữa là mình phải bơm mỡ. Đấy. Bơm mỡ cho máy. Thì bơm mỡ đâu? Lấy máy lấy ra đây. Thì trước khi bơm mỡ là phải đưa găng tay cho anh ấy. Làm việc là nó, ví dụ như là chỗ này nó không có nước là phải, mình phải đeo găng tay vào. Đấy. Thế là xong một cái là mình bỏ cái đôi găng tay đi, cái là mình ngồi lên máy, cái là mình sẽ sạch sẽ, nó đỡ nhớt nhát. Đúng không? Đấy. Xác định găng tay là xác định găng tay bơm mỡ nhá, chứ không phải găng tay ấy đâu đấy. Đâu? Bơm mỡ đâu? Đấy. Đâu? Đấy. Bơm mỡ đây. Thì nó có những cái vũ mỡ đây. 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 Những cái khớp mỡ đây. Của nó đây. Đây anh bơm mà, anh cắm vào đấy. Cắm vào. Rồi. Bơm mấy bơm mấy. Rồi. Theo như ấy là cứ bơm 5 cái. Rồi, vít vào 5 cái. Bởi vì sáng bơm, chiều bơm mà. Đấy, đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Được không? Đấy. Thế. 2, 5. Ok. Đấy, lên trên tiếp, cái tiếp bên trên. Đấy. Chia đều mà. 3. Nào, rồi. Đấy. Bây giờ lại chuyển lên những cái chỗ bên kia kia. Đấy, để tí nữa thì mới hạ cần. Đấy. Đấy đấy, anh cứ nhìn thấy những cái chỗ nào nó có như vậy là có là được. Mà bơm. Đấy. Cứ 5 phát à? Cứ 5 phát. Đấy. Nào bơm như xuống tấn này. Không, chỗ đấy có rồi thì đương nhiên nó sẽ phải có bên trên này nữa. Trên này là ở đâu nhỉ? Đây, trên này chỗ nào? Tìm đi. Tìm chứ. Hay là hỏi vú mỡ ơi, mày ở chỗ nào? Giờ xong xuôi hết rồi. Thôi cất đi. Cất đi thì xong bắt đầu. Hả?
À đấy, còn hai cái nữa. Đấy, quên đấy. Cắm vào đấy. Làm nốt hai cái này đã nhỉ. Đây à, nốt hai cái cơ à. Tưởng một cái nốt hai cái. Nhìn ở đấy đút không vào nhỉ. Đút không được. Sao? Không thấy lỗ à? Rồi. Đấy. Kẹp cái này xuống. Bây giờ phải kẹp cái bơm mỡ này xuống. Cứ bóp xuống. Rồi, xong rồi lau đi. Đấy, gạt bỏ cái mỡ đi. Rồi rồi, đấy, nó cái mỡ này nó hay dính đấy. À, dư à? Khỏe không em? Ui dồi. Nhìn điệu này lại thấy bị sốt rồi sao này? Yếu dần hay sao? Yếu dần à? Sốt à? Thôi được rồi. Có phải bơm cần nữa. Bơm cần, cái trên cần có thể là 2 ngày bơm một lần cũng được. Bởi vì cái những cái chỗ đấy là nó co ra co vào. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ lại tiếp tục sang bên phần cabin. Có chữ tốc thôi nhưng mà cũng không phải là nhanh ngay được đâu nhá. Vâng. Là chai nước là be bét đây này. Cất đi. Nước qua đấy. Nước qua. Đấy, bây giờ lại tiếp tục ra đây, anh Sự. Đây. Đây, ra đây em lại hỗ trợ anh tiếp. Bây giờ nhá, việc đầu tiên là hôm nay là bây giờ là tất cả mọi thứ này, thăm dầu này, đổ nước này. Đấy, kiểm tra dầu thủy lực các thứ đầy đủ rồi. Đấy, mọi thứ ok. Thì bây giờ tiếp theo nữa, hôm nay là buổi đầu tiên nhưng mà vẫn cho anh vặn chìa khóa để nghe tiếng động cơ nổ nhá. Vâng. Thì bây giờ sẽ treo lên. Đấy, nhưng mà chỉ cho vặn nổ lại, ngồi hẳn lên. Đấy. Vặn nổ luôn à. Ừ. Thì bây giờ sẽ đây, bộ phận chìa khóa của nó đây. Đấy. Đấy nhá. Đâu nhỉ? Đây đây. Ở đây nhỉ. Từ từ. Đấy, bình tĩnh thì sẽ có hai bước, hai nấc, thấy chưa? Vâng. Bây giờ đây, anh bẻ lên một nấc, bẻ lên một nấc đã. Rồi, từ từ. Đấy. Từ từ ạ. Bình tĩnh anh nhá. Thế bây giờ sẽ phải chờ nghe nó có những cái tiếng tít đấy. Không có. Nó ngắt đi rồi. Ngắt đi rồi. Thấy chưa? Thì bây giờ sẽ vặn. Vặn tiếp. Quay, quay lại à? Vặn ngược tiếp. Lên, vặn tiếp lên. Thấy vặn nó ngược lại à? Vặn ngược lên. Vặn đẩy tiếp lên. Rồi. 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 Thấy chưa? Không, bây giờ là chỉ như vậy thôi. Vâng. Ừ. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra nó tiếp theo nữa nè. Vẫn còn mỡ sao ấy? Không còn. À tưởng đâu sạch chưa? Sạch rồi. Đấy. Thì mình kiểm tra nó ví dụ như là đồng hồ của nó. Cái này thì nó hơi mờ nhưng mà bây giờ che che vào này nhìn thấy đúng không? Đúng rồi. Rồi. Thì kim báo dầu này, kim báo nhiệt này, kim báo tất cả những cái đèn kia nó tắt đi là ok. Đấy, khi bật lên là thấy bây đèn nó sáng hết lên đúng không? Đấy. Bây giờ nó còn một cái này nữa đúng không? Đúng rồi. Đấy, thì nó tắt đi cái nữa là ok. Đấy. Thôi, học đến đoạn này thôi. Vâng. Nhá. Thì bây giờ xuống lại tiếp theo của đoạn tiếp theo. Bây giờ tắt máy đi đã. Không xuống nó sẽ va chạm mà. Đấy, tắt. Rồi. Bây giờ tiếp theo là bây giờ là quan sát. Về phần quan sát. Đúng không? Đấy. Tổng thể bên ngoài thì vừa nãy là về cơ bản nó biết rồi, kia là thân máy này. Cabin này, những cái đấy là biết rồi đúng không? Đấy. Những cái đấy thôi đơn giản dễ, không nói nữa. Thì bây giờ là phải quan sát cái người này người ta lái. Hiểu chưa? Đấy. Ví dụ như này, đấy, người ta thấy những cái đoạn hẹp nhá, là người ta phải co cần vào. Đấy. Cái này thì nó sẽ bổ túc về sau nữa. Những cái giai đoạn đấy giai đoạn sau. Đấy, người ta di chuyển đây này. Đấy anh đi lên đây. Đấy. Đấy, xem người ta di chuyển. Cái này thì chưa học tới. Nhưng mà ngày mai ngày kia là sẽ học tới tất cả những cái đấy. Đấy chưa, anh thấy chưa? Xích nó di chuyển thì đương nhiên là nó có quả ca lê nó đỡ ở dưới nó mới kéo được. Nhá. Đấy. Đấy. Máy
nãy giờ sẽ tiến hành vào múc tiếp đoạn kia nha các bác nhé. Lỡ lên rồi đáng nhẽ phải sửa đoạn cua, có thể tí quay ra làm lại cũng được. Qua video này một lần nữa Mạnh xin chia sẻ tới tất cả các bác biết là cái kiểu hướng dẫn của Mạnh nó chắc là nó sẽ không được tốt đâu. Bởi vì là hướng dẫn của Mạnh nó bây giờ Mạnh nói thực sự ra chia sẻ với bác, vừa cầm máy quay xong lại vừa phải chia sẻ vừa phải dạy anh ấy thì nó hơi khó. Cái này sẽ bổ túc cho anh ấy thêm những cái giờ giải lao hoặc là những cái giờ nghỉ cuối giờ là sẽ bổ túc thêm cho anh ấy rất là nhiều, lúc đấy thì nó sẽ rõ ràng hơn. Đấy. Bởi vì là Tất Thắng có gửi anh Sự sang để giúp anh Sự là việc đầu tiên là có một cái nghề lái máy cuốc, và cái thứ hai nữa là Tất Thắng muốn mua một cái máy cuốc nữa để làm sao nhanh nhất có thể. Chỉ chờ lúc nào anh Sự lái được cái là Tất Thắng sẽ lấy máy luôn. Đấy. Thì Mạnh cũng rất là cần thêm máy nữa để làm sao có thể nhanh nhất có thể nha các bác. Bởi vì tuyến đường này còn khá là dài mà ở ngoài kia bây giờ nó còn đang be bét, còn bung bét. Đấy, những cái rác rưởi các kiểu này là phải gạt hết ra. Đấy, khi mình làm đường là mình phải gạt hết ra nha anh Sự nhá. Đấy. Đấy, mình phải quan sát cái gầu nó múc như thế nào. Sau cái này thì em sẽ bổ túc thêm cho anh thêm nữa. Đấy. Và tất cả mọi thứ và những cái việc như này nữa. Thì là ví dụ như mình là người lái máy cuốc, mình là thợ lái máy cuốc. Đúng không? Thì trong khi quá trình làm việc thì đương nhiên là nó sẽ xảy ra nhiều thứ. Cái thứ nhất là ví dụ như đến nhà bà con nào đó làm cho họ, họ có cái cây to hay là họ có những cái cây nhỏ hay bất kỳ những cái tấm bê tông nào, là trước khi đến là phải hỏi họ đã. Được chưa? Hỏi cái này có phá được không? Cái này bỏ đi nhá. Đúng không? Là phải hỏi ý kiến chứ không được tự ý làm nhá. Phải nhớ cái điều đó. Đấy. À, em chào anh Chính nhá. Xin chào nha. Vâng. Thì là phải nhớ tất cả những cái điều đó. Được chưa? Đấy. Thấy con gà con qué nó đi qua thì cũng phải đuổi nó đi. Đấy, chứ không phải là lại không may là múc vào nó. Đấy. Cái việc quan sát là việc quan trọng nhất. Bởi vì sao? Là người ta sẽ đứng xung quanh. Ví dụ như kiểu là anh Giáo hay là Dư kia nó đứng, người ta đứng ở kia. Đấy. Quan sát được cả hai bên cơ. Được. Không, đang nói là ví dụ như thấy người ta đứng ở đấy là mình phải biết là có người. Đấy, hoặc đấy. Cái điều quan sát là cái việc đầu tiên nhất. Thì ngày hôm nay là buổi hôm nay là anh đã biết được về cơ bản là cỗ máy nó có những gì. Đấy. Gọi là sơ sơ thôi đúng không? Sơ sơ thôi. Đến giờ có nhớ tí nào không? Hỏi thật. Nhớ. Nhớ được bao nhiêu phần trăm mà? Xích, nhung xích là đỡ xích với cái. Đúng rồi. Còn những cái bộ phận điều khiển của nó là chưa biết đúng không? Cái này là nó phải từ từ. Cái đấy thì nó sẽ chuyển sang đến lúc số nóng số nguội. Nhá. Cái đấy nó sẽ còn số nóng số nguội nữa. Đấy. Chứ không thể là một sớm một chiều, có thể là trong vòng một ngày. Bởi vì nếu tất cả những cái gì mà nói với anh luôn thì anh quên mất. Đúng không? Bởi vì là nhiều cái quá nói xong quên mất này. Đúng rồi. Đấy, đi học ở trường người ta còn học phải một năm. Đúng không? Ngày xưa là lúc em đi học cái chứng chỉ của lái máy này là 2 năm đấy. 2 năm mới có chứng chỉ đấy. Đấy. Học chứng chỉ rồi. Để có chứng chỉ. Thế nhưng mà bây giờ có thể là rút ngắn giai đoạn. Là anh có thể học qua em. Khi nào em duyệt là được. Là được luôn. Đấy. Chỗ này được rồi. Thế là được. Ví dụ như vậy. Thế là phải quyết tâm nhá. Quyết tâm đấy, học cái nơi trốn đấy. Vâng.
Rồi tạm tạm thôi, chưa biết gì. Đến giờ là 11 tháng rồi đấy. Đúng rồi. 11 tháng rồi đấy. Vẫn kiểu này là ok rồi. Đấy, với anh là ok, nhưng mà với em thì nó chưa ok. Với nhiều bác khán giả cũng là chưa. Đúng không? Đấy. Chưa có kinh nghiệm. Ừ. Thuốc thì cách thuốc cái kiểu cũng được rồi, nhưng mà chưa có kinh nghiệm được. Đúng rồi. Về cơ bản là múc lên đặt xuống thì là học có thể là rất là nhanh thôi. Học tư duy, tính toán nó làm thế nào để cho nó đẹp. Đấy, ví dụ như vậy. Ví dụ như là người ta, mình cứ nói đơn giản, người ta thuê mình, người ta bảo đấy, chỉ thế, ông làm nào cho nó đẹp. Đấy, thì đương nhiên là phải làm đẹp rồi thì người ta mới trả tiền cho mình, đúng không? Đấy. Chứ còn mình làm không tốt thì làm sao người ta trả cho mình, người ta còn quát mình luôn. Mà sau này ví dụ như là mình đến mình làm một cái đoạn này, mình còn phải biết tư vấn cho họ. Đúng, rồi. Đúng không? Những cái đấy thì thôi, cái đấy để gác lại sau. Đúng rồi. Đấy, bởi vì chưa đến giai đoạn đấy, nói đến đoạn đấy thì nó xa quá. Đúng rồi. Đấy. Thì hôm nay là cứ đứng như này quan sát nhá. Đấy. Giờ thì hôm nay sẽ tiếp tục phát tuyến nha các bác. Anh Sự thì đang ngoài kia quan sát em kia. Qua phát vào đến chỗ nào rồi? Đến chỗ khe này chưa? Có đường này phát như này được chưa? Được rồi, phát cao lên tí nữa đi. Bởi vì đang kích rộng ra mà. Đấy. À, trên này được rồi. Đoạn này được rồi. Cứ thế phát thôi. Cứ phát cao lên từ cái đường cũ này lên tầm khoảng độ 5-6 mét nhá. Vâng. Đây à, tít trong này rồi. Phát được đi này anh nhanh. Tuyến này phát thì hơi lâu đấy bởi vì nó nhiều cây quá. Nhờ. À. Ở đoạn này nó còn có tổ ong ấy. Đúng không? Bắt chưa? À kìa kìa. À không, nó lấy rồi. Lấy rồi, vẫn còn là có ong ấy. Nó đào rồi. Kìa ơi. Thế nó đốt rồi kìa. Đốt nhưng mà vẫn còn có đấy. À. Thế đây, phát lên đoạn này đi. Đây. Chặt hết đoạn này. Đấy. Đây, theo tuyến trên nhá. Không phải đường dưới đâu. Không đi đường dưới này mà đi đường trên này. Đoạn này nó có cái dốc đây các bác. Bây giờ phát hết lên trên này nhá. Anh Tỏa nhá. Cứ phát cao lên tầm khoảng 6 mét đi. Cứ từ cái mép đường cũ này lên 6 mét đi. Bởi vì sau nó chéo không tả ly mà. Đây, trước bà là cuốc cũng theo đường cũ này mà. Đây không, đường trên này. Không đi đường dưới. Ừ. Đi đường trên. Đi trên xong rồi đến đoạn này xong rồi ngang sang kia. Đấy, đi ngang luôn. Đoạn này nó bị trúc luôn quá. Tiêu rồi, tiêu đường rồi. Đấy. Giờ sẽ phát lên đoạn này trước đi. Đấy, cứ theo tuyến này nhá. Sắp đến mùa măng vầu rồi đấy, anh Tỏa nhờ. Sắp đến mùa măng vầu rồi đấy. Chưa đến á? Ấy. Rồi, để ý đấy. Chỗ này lại phải có cống này. Đây, đoạn này cũng phải hạ cống này các bác nhé. Đấy, khe nước này hả? Khe nó lên. Đây, chỗ này phát theo vạch thôi. Theo biên thôi các bạn.
nhưng nếu mà phát hết đi thì mất nhiều thời gian lắm. Đây tuyến nó phát ra đây. Ui dồi. Đấy, ngồi lên đấy cảm nhận được. Ngồi lên đấy cảm nhận nó mới dễ. Ngồi lên đấy cho cảm nhận độ quay đã các bác ạ. Bám chắc vào nhá. À. Chóng mặt không? Hả? Bảo ngồi đây thấy chóng mặt không? Không sao đâu. Hả? Không sao đâu. Đấy. Cái cabin nó hơi nhỏ thì chịu khó ngồi đấy tí cho đỡ vất. Ngồi trong kia chật lắm. Được cái là nó có cái chỗ nắp bình dầu kia các bác. Ngồi thôi khéo khéo ở đấy để cho nó đỡ bị trượt ra ngoài. Đất nạc thật đấy. Bẻ cây kia đi nhá. Bẻ luôn cây kia đi. Cho cây đây xuống đi. Sư ngồi đấy chóng mặt không? Bình thường thôi. Hả? À? Bình thường à? Bình thường. Đấy chưa? Đấy, đấy. Đấy, đấy. Đấy, thấy chưa? Nó khô đấy. Vào người không? Không việc gì đâu gì. Đấy. Từ từ ai nhấc cây khô ra ra. Đấy, để ý những cái cành khô rồi đấy. Nguy hiểm quá. Đấy các bác bảo biết đâu ấy, làm nó như vậy đấy. Không biết, nhìn rõ ràng là tươi này à, lá nó xum xuê này mà. Thôi cắt cái nó ở đây rồi. Không phải vật đấy nhỉ. Không, phải đẩy bỏ hết ra. Không, bỏ đùn bỏ đi. Đấy, ai nghĩ được nó có cái cành khô. Cứ đẩy ép nó xuống cho đùn lên trên đấy. May cành này nó còn bé, cành này nó mà to tùa như chơi. Cào cái đoạn dễ nó ra, kèo cào đoạn dễ nó xuống bên này. Đứt ra đó. Đấy. Cứ cào đi. Nó mắc vào cây ấy kìa. Đấy.
nó cào hai bên nó ra đã rồi mới đẩy cái cào vào cái kia nó trượt đi ngay. Rồi ép nó lên, đừng kéo xuống dưới nữa. Cứ ép nó lên trên đi, cho nó dễ. Đẩy nó xuống dưới này, đến lúc lại không đẩy nó ra, nó lại thối hết dưới này. Mà đẩy lên trên, lúc ai lấy được thì lấy. Ghi hẳn cái gầu, đáy gầu xuống nữa. Đấy, gáy ấy. Ghi hẳn xuống nữa. Bắt cây ở trên kia. Đấy, thế nó mới lên được. Được rồi, múc đất đi đã, xong tí nữa gần đến được nó rồi lại đẩy nó tiếp. Bây giờ gần nó đang đói, mói lại. Ngồi trên đấy không chóng mặt đâu gì. Có bị chóng mặt không? Không chóng đâu gì anh. Vâng, anh phải không chóng mặt cơ thì mới được. Nếu mà say xe là không lái được máy đâu. Đấy, phải ngồi lên đấy. Bám chắc vào nhá. Ngắm rõ mục tiêu nhá. Đấy, ngồi đấy thì mới cảm nhận được nó nghiêng ngả như thế nào. Đoạn này xong rồi xử lý lại các bác. Cho nó rộng hết cái đoạn kia ra. Lúc nào máy nó xuống. Thôi, qua đây cho Mạnh xin phép kết thúc video tại đây. Và hẹn tất cả các bác vào những video tiếp theo. Này sau rồi sẽ xử lý cái đoạn cua kia xong là sẽ xuống vách đá nha các bác nhé.